Mình ngay từ đầu khi mình đã cho con vào trường nghĩa là mình đã tin tưởng và kỳ vọng vào trường rồi, chỉ mong rằng con được vào trường. Ngoài cái việc giao tiếp, ngoài cái việc cọ sát cùng với các bạn thì con mới trưởng thành được. Chứ còn ở trên này chúng ta cũng chỉ thấy được sự thay đổi về cái nhận thức của con, ý thức của con vậy. Mình xin chào, mình tên là Trần Thu Quỳnh. Mình là phụ huynh của em Phạm Trần Hưng, học lớp 10A2. Nghề nghiệp của mình là giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau khi con học ở trường một thời gian ấy, thì mình thấy con thay đổi rất lớn. Con đã có những cái sự trưởng thành, kể cả về ý thức lẫn về những cái hoạt động sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Con rất thích cái việc được giao lưu với các bạn và được nói chuyện với các thầy cô giáo. Con cũng đã tự dậy sớm vào buổi sáng và gấp chăn màn, cũng như là lo đến những cái cá nhân của con, ví dụ như là con tự lo ăn sáng, con đã chuẩn bị các tâm thế để mà ngồi học. Đấy là một trong những cái mà đã phát triển rất là tốt trong cái sự lớn lên của con, nhìn thấy rõ ràng luôn. Đấy. Chương trình giảng dạy của nhà trường thì mình đã nghiên cứu trước khi mà cho con vào và mình đọc rất kỹ. Chính vì cái chương trình giảng dạy cho nên mình mới quyết định rằng là sẽ đưa con vào trong trường. Mình rất kỳ vọng con trong cái quá trình phát triển về sự ý thức về tương lai, và cái ý thức của con trong cái việc học tập đấy là một trong những cái lớn nhất. Ví dụ các thầy các cô có thể hướng con đến cái tinh thần tự giác. Con phải tự giác làm tất cả những cái công việc mà con nghĩ rằng đấy là tốt cho bản thân mình. Ví dụ tự giác dậy sớm, tự giác gấp chăn màn, tự giác học tập và tự giác làm tất cả những cái công việc. Ví dụ như là tự suy nghĩ ra những cái công việc của mình cần phải làm những cái gì. Và cái kỳ vọng lớn hơn nữa đấy là làm sao con ngoài cái tính tự giác ra con có thể tự mình lên được những cái kế hoạch cho mình. Đó là những cái điều mà sau này sẽ giúp con trong cuộc sống. Con sẽ có thể tự lên những kế hoạch để con có thể có một cuộc sống cho mình tốt đẹp hơn. Ngoài ra thì các con mà có được học được những cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng mềm trong giao tiếp, kỹ năng đối nhân xử thế, đối với cả gia đình, đối với cả bạn bè, thì đó là một trong những cái điều vô cùng quan trọng trong cái quá trình sống của con sau này. Mình ngay từ đầu khi mình đã cho con vào trường nghĩa là mình đã tin tưởng và kỳ vọng vào trường rồi. Mình vẫn muốn con ở trong một cái môi trường mà được giao tiếp trực tiếp với cả mọi người hơn, bởi vì như thế nó sẽ thay đổi lớn hơn. Đó, thì đó cái kỳ vọng của mình nó cũng đơn giản lắm, nó chỉ là việc con có thể trưởng thành và độc lập. Thì chỉ mong rằng con được vào trường, ngoài cái việc giao tiếp, ngoài cái việc cọ sát cùng với các bạn thì con mới trưởng thành được. Chứ còn ở trên này chúng ta cũng chỉ thấy được sự thay đổi về cái nhận thức của con, ý thức của con vậy.